Còn đồ phòng bên em rất là đẹp luôn nha cả nhà. Mà đặc biệt là nó có những cái bông hoa cả nhà, vàng vàng rất là đẹp luôn. Đó, mà đặc biệt thì hàng cỏ đậu này khi mà mình trồng xuống đất là nó sẽ bò tàn lan luôn nha quý anh chị. Đó, mình trồng những cái mà những cái đồi hay hoặc là những cái dốc á, mình làm cái tiểu cảnh, có thể là mình lên đó mình ngồi trên đó mình chụp hình, mình tạo dáng, có những cái bôi ảnh rất là tuyệt vời luôn. Đó, nó rất là rẻ mà lại có nhiều cái công dụng luôn. Hello cả nhà yêu. Chào mừng cả nhà đến với Hoa Kiển Hùng Thi. Đó cả nhà ơi, hôm nay tụi em sẽ vào vườn quay cho cả nhà một mặt hàng, đó là cỏ đậu phộng nha cả nhà, còn gọi là cỏ hoàng lạc. Nó cây đang phát triển cực kỳ tốt luôn, bộ rễ rất là phát triển nè, hàng rất là lá nè cả nhà ha, xanh nè, đẹp nè, mướt nè, dễ chăm sóc nè, ít sâu bệnh nè, rất là tiện lợi để mình trồng sân vườn hoặc là mình thi công các công trình nha cả nhà. Đó thì hiện tại Hoa Kiển Hùng Thi có số lượng rất là ít về mặt hàng cỏ đậu luôn, thì mình cần sở hữu những mặt hàng cỏ đậu này thì nhanh tay gọi ngay số hotline nha, 0918708965. Wow, quá là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà ơi. Cỏ đậu phộng bên em rất là đẹp luôn nha cả nhà. Mà đặc biệt là nó có những cái bông hoa cả nhà, vàng vàng rất là đẹp luôn. Đó, mà đặc biệt thì hàng cỏ đậu này khi mà mình trồng xuống đất là nó sẽ bò tàn lan luôn nha quý anh chị. Đó, mình trồng những cái mà những cái đồi hay hoặc là những cái dốc á, mình làm cái tiểu cảnh, có thể là mình lên đó mình ngồi trên đó mình chụp hình, mình tạo dáng, có những cái bôi ảnh rất là tuyệt vời luôn. Đó, nó rất là rẻ mà lại có nhiều cái công dụng luôn. Thì nhanh tay gọi nghe Hùng Thi nha, qua số hotline 0918708965 nghe cả nhà yêu. Đó thì ngoài mặt hàng cỏ đậu phộng này ra thì bên em còn cung cấp một số mặt hàng cỏ hãm khác, như là cỏ lá rừng ta, cỏ lá rừng Thái, cỏ xiên chi, cỏ đậu phộng, để mình mua về mình trồng sân vườn hoặc là mình thi công các công trình. À, và còn có một loại cỏ nữa mà làm một cái không gian xanh rất là tuyệt đấy em, đó là cỏ nhung nhật nha em. À, cỏ nhung nhật rất là tiện luôn. Ngoài những mặt hàng cỏ ra thì Hoa Kiển Hùng Thi còn nhận cung cấp những mặt hàng cây công trình có hoa như là tiết sơn, phi hồ, hoa dừa kẹn Thái đũng mèo, những cái trang Thái các loại và những bình anh tím, bình anh vàng để mình tạo cho cái không gian xanh. Đó thì quý anh chị ơi, mình trồng những cái dải phân cách hay hoặc là những cái đường viền hay hoặc là mình khắc chữ thì bên Hoa Kiển Hùng Thi nhận cung cấp những cái mặt hàng đó luôn nha. Đó như là kỷ đỏ nè, chuỗi ngọc nè, ắc á nè, chiều tím nè, rất là nhiều chủng loại hàng công trình nhỏ và những mặt hàng cây công trình lá màu luôn, rất là tiện luôn. Thì nhanh tay gọi ngay Hùng Thi nha, đến với Hùng Thi như đến như một thiên đường nha cả nhà. Đó, hàng ngàn chủng loại để quý anh chị tha hồ lựa chọn trên đó luôn nha. Wow, quá là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà ơi. Thì đã có công trình nhỏ có hoa thì không thể nào thiếu một số mặt hàng cây công trình lớn để mình tạo cho cảnh đẹp nè, mà nó lại cho bóng mát nữa, rất là tuyệt vời luôn. Thì bên em cung cấp một số mặt hàng như Osaka vàng, Osaka đỏ, phượng vĩ, móng bò, liêm xẹp, vàng Đài Loan. Đó, đường kính gốc là từ 9 đến 12 luôn nha cả nhà, hoặc là cả nhà tùy cả nhà lựa chọn sai cỏ nha cả nhà. Đó thì shop hoa là Hùng Thi trực thuộc công ty Hoa Kiển Nhân Cường, có địa chỉ là 36 đường DT848, khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc. Thì shop hoa là Hùng Thi như công ty Hoa Kiển Nhân Cường đã có kinh nghiệm trên 15 năm về lĩnh vực hoa kiển và cỏ thảm các loại rồi. Và chúng em và ban giám đốc làm với một tiêu chí, đó là uy tín và chất lượng trên hàng đầu. Thì quý anh chị hãy mua hàng và yên tâm ha, thì em đảm bảo hàng chất lượng và uy tín hài lòng nhất đến tay quý anh chị nha. Và cùng hệ thống đó là khu du lịch miệt vườn Happyland Hùng Thi nằm tại trung tâm làng hoa Sa Đéc. Thì gần tới dịp lễ 30 tháng 4 rồi cả nhà ơi, khi mà mình về làng hoa để mình xem những cái bông hoa đẹp thì nhớ ghé vào khu du lịch miệt vườn Happyland Hùng Thi luôn, để mình trải nghiệm những trò chơi nhân gian, quay về tuổi thơ ha, hoặc là thưởng thức những cái món đồng quê dân dã của người dân Đồng Tháp đất Sen Hồng nha. Đó, nhớ ghé vào khu du lịch miệt vườn Happyland Hùng Thi nha cả nhà. Đó cả nhà ơi, thì chúng em buổi sáng hôm nay chúng em like clip này tại đây, chúng em cũng xin nhận cái like clip tại đây. Chúc cả nhà một buổi sáng tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại cả nhà vào những clip sau. Bye cả nhà yêu.